Để cập nhật những video mới nhất từ channel của mình thì các bạn nhớ click vào nút đăng ký và kích vào cái chuông để có thể nhận được thông báo cũng như là cập nhật những video mới nhất từ channel của mình nha. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là MK đây. Và ngày hôm nay thì mình và Caron sẽ cùng nhau chơi một cái map khá là hay. Để đợi Caron chào đi xong rồi mình sẽ... Và hello, xin chào các bạn, mình là Caron đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái map cùng với MK Gaming. Rồi, để bây giờ anh phổ biến luật chơi của cái map. Thì cái map này là giống như kiểu là mình sẽ bảo vệ một cái bánh cookie. Thì mới đầu vào thì nó không cho mình chơi cái chế độ khó. Đây nè, có chế độ khó bên này nè. Thì khóa nè. Thì bây giờ mình phải chơi thử cái chế độ cơ bản trước. Giờ nhảy vô đi. Nhảy vô. Ok. Vô. Rồi thôi, nhảy phải cùng nhảy. Rồi. Đó. Mom mom. Con mẹ mình nè. Tức là mẹ, đây là mẹ mình á, làm cho mình một cái bánh. Làm cho mình một cái bánh. Nhâm 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 nhâm, trời bánh ngon quá. Rất là ngon. Mà sau đó thì nó kêu là mà chưa được ăn, không có được ăn tại vì tại vì nó chưa có sữa, tại vì nó chưa có sữa cho nên mình chưa có thể ăn được. Bấm vô net đi. Đấy. Đấy. Đó thì khi mà cái bánh này nó thơm lên thì mấy con zombie nó sẽ tới và mình là nhiệm vụ là phải bảo vệ, gọi là giống kiểu là mình đánh mấy con zombie á. Đó. U. Đó, vòng 1 10 zombie, 10 con zombie anh ơi. Trời. Ồ nó cho em cái kiếm gỗ đúng không? Đúng rồi, kiếm gỗ. À, có shop nè. Đúng rồi, vậy là mình đánh. Mình đánh xong rồi mình lấy tiền á, lấy tiền vô shop mua đồ. Ok, tiền kìa. Ủa, anh có thấy không? Sao em thấy trên đầu mấy con zombie hình như là cái đất này đúng không? À, đúng rồi, cục đất. Đó. Này nè, mày nè. Đấy. Ui, trời đau quá. Ôi. Ê. Ê, từ từ. Thử đi tele tới shop thử. Hãy tới cái shop của tôi và tôi có một vài tin nhắn dành cho bạn đây. Nó không không được, không được. Không đi vô shop được. Ê, bấm net thử coi. À, được nè. Vô rồi nè. Ừ, nét cái nữa. You know. Nếu mà bạn muốn, bạn có biết không, nếu mà bạn muốn có những vũ khí tốt hơn á thì bạn có thể sống sót lâu dài hơn. Giống kiểu là mình farm tiền vậy á. Yippee. Ok. Hiện tại ở đây là 10 vàng. Có đâu. Và bạn có thể mua một cái thứ gì đó. Anh có 6 vàng à, em có 4 vàng đúng em không? Em có 4 vàng. À đúng rồi. À. À nó cho thêm 10 vàng nữa nè. Ủa, em có 4 vàng. Ồ, nè nè. Ồ, em đâu? Ý, em, à, chúng ta, ý, anh có một cục vàng không? Nè, anh, một cục vàng. Anh cho em 6 vàng nè. Anh mỗi đứa 10 vàng. Nên mua gì cho anh? À, biết đâu, em mua lẹ đi, tới lượt anh. Để coi, cái... à. Em nghĩ là chắc chúng ta sẽ mua một cái cây kiếm. Này, ủa, cái này và up, 2 ổ bánh mì. Cái này up lên đường này, up cái này lên thì tốn bao nhiêu vàng ta? Một u gì đây? À, anh up nó lên level 1 rồi. À đúng rồi. Một đợt á là mình được up một cái waypoint á. Anh up mẹ rồi. Mất tiêu rồi. Để anh mua cái kiếm, anh mua cái kiếm xịn hơn mới được. Em vừa mới mua một cây kiếm. Ôi. Anh mua cái kiếm nè. À, mắc quá. Anh mua lẻ đi. Bây giờ chúng ta ở chỗ em nó đang hiện next way. Từ từ. Ủa, mình có cây kiếm nè, có cây kiếm gì ta? Không đủ kiếm tiền gỗ, rồi, nhưng mà... không đủ tiền rồi. Được rồi, chen lên. Để mua 2 ổ bánh mì. Rồi, đi, tiếp đi. Đi, đi, let's go. Ở đâu đi? Giờ phải chạy xuống hả? Ủa, anh... đây, rồi. Bấm nó tự nhảy xuống luôn nè. Hay vậy? Rồi, ui, zombie kìa. À, dòng này của chúng ta sẽ có 15 con anh ơi. Rồi. 15 con. Gì đó. À, nó xây cái tượng zombie nhìn đẹp quá. Cái nè, ở trên á. Ờ, đúng rồi. Ô để cái này phải tắt mày mới thấy được. À, dí để nó, tắt mày à. Nó kêu phải tắt mày á. Nè anh. Kiếm bố lão. Ê, cái kiếm này mạnh vãi. Bố lão. Ôi tớ đánh được. Đánh hả? Ok. Đánh nó đi. Đánh nó đi. Ok. Ok. Đâu mày. Húng ôi tôi còn một con. Rồi. U trời cái này cái bức tượng zombie trời. Cái này là không tin là tự build luôn á anh. Trời nhìn đẹp thiệt luôn nè. Đâu. Ơi là nhặt tiền vô. Anh có 10 tiền rồi. Hình như em có 6, em có 6. Ok, hình như là cái này nếu mà chơi hai người thì hơi ít tiền á, đáng lẽ nó phải cho nhân đôi lên á. Thử coi. Ủa cái cục xanh. Cái cục xanh gì đây vậy? Tới shop nè. À bấm vô là tới hay là đánh tiếp một đợt nữa đi.
đánh tiếp đợt nữa rồi có tiền mua đồ đi. Ok, 20 zombie nè. 20 con. Ơi. Em có đồ ăn chưa? Nè. Có, em có hai, rồi. Em có hai cái ổ bánh mì rồi, lấy luôn. Ơi, có nó cầm kiếm kìa. Có con gỗ kìa. Cầm kiếm luôn hả? À, cái đầu gỗ kìa. Mấy con này đỏ chứ em sợ nhất là mấy con skeleton nó bắn à. Không, hình như là chỉ không. Chỉ có zombie thôi. Không, không có skeleton đâu. Mày gỗ nè. Gỗ nè. 20 con. Gỗ. 20 con. Đâu vậy? Mày. Hình như mình dùng cái kiếm mới dởm. Ôi trời. Cái kiếm hết sức bại lời. Ôi. Đâu. Em có 24 tiền rồi. Em có 20, em có 20. Đi, vô mua đồ đi. Thôi, chơi dán nó đi. Vậy thôi đợi tí. Rồi, đánh đi. Dạ. Tiếp đi. Tiếp, em còn bao nhiêu đồ bền? À, còn nói chung là gần chưa hết đâu, chưa hết. Ô này là 25 con đúng không? Anh sợ nó hết quá. Hết chơi đánh tay. Ví dụ mà nó tới được, cái bánh là sao ta? Mình thua ta. Hình như là vậy á. À đúng rồi, nhiệm vụ của mình là bảo vệ cái bánh mà. Nhưng mà thì ý là sợ nó tới cái bánh thì sao? Mình có nên để cho nó tới cái bánh coi thử không? Ê, tránh đấy, Này có hình như là 5-6 loại lận. 5-6 loại zombie lận. Ôi. Mày nè. Chết đi. Ủa đâu quá trời. Ủa em có 27 rồi, mua đồ. Đi, quay về mua đồ đi. Đi. Ngon. Không biết. Mà trong này nó có cái gì ta? Có cái không biết là mình nên chơi phải chơi bao nhiêu vòng mới. Ê, mình nên tăng vô cái gì? Sức khỏe á. Nè, scan nè. Rồi hồi máu đi. Một cái hồi máu đi. Ok. Ủa level 2 rồi, để coi em mua được gì. Không, mình còn một điểm nữa nè. Ơi, có thuốc nè. Nâng vô một để điểm em vô mua, đây. Em mua hai cái bình thuốc máu cho anh nè. Nâng hết bánh mì luôn nè, hồi máu đã. Máu anh còn có nửa cây. Rồi, từ nha, đợi anh mua đồ cái. Ủa trong đây nó chỉ cho cái mũ. Ê gì thôi, đằng nào em cũng phải mua thôi. Ghi cái giày. Hồi nãy mua cái gì vậy? Bình hồi máu hả? Bình, một cái bình hồi máu, ổ bánh mì với lại một cái kiếm đá. Rồi. Hình như là nó chỉ cái quần vàng. Mắc quá vậy. Rồi, còn 7 vàng. Đi, tiếp thôi. Đi, xuống. Rồi, nick quay. 30 con. Wow. Mở cửa mới kìa. Ôi. Mở cửa kìa. Để anh đánh trên nha. Em dưới đi. Để anh. Ơ. Mày nè. Có thằng mới nè. Cái đầu gì nè. Block. Kém bảo vệ nó. Trời ơi. Đông rồi. Tránh ra. Tránh xe ra. Có con có thuốc rồi anh. Đúng rồi. Có con có thuốc độc kìa. Trời ơi. Không. Chắc. Ôi. Hồi là nãy mình mua cái kia nó cho thêm được hai trái tim nữa. Đúng không? Em được hai trái tim nữa đúng không? Đúng rồi. Anh nâng cái đó lên level 2. Rồi, vẫn đơn giản. Đơn giản easy như một trò đùa. Rồi. Tiếp đi, tiếp một đợt nữa đi. Em tới bấm đi, Để em ăn một bánh mì thì vô. Anh có đôi giày nè. Ôi, bấm đi. Không biết kiếm em trụ nổi không nữa nè. Kiếm okay, anh còn 53 đồ bền. Tí nữa 55. Cái map này dưới đi. Map này map ngắn thôi mà. Tí nữa thử cái chế độ khó. Ôi, có con bay kìa, có con nó bay được kìa anh ơi. Gì? Ôi. Ghê vậy. Ôi. Á đù. Được cái giày của nó nè. Á đù. Ngon. Ý. Anh được giày. Anh lượm được cái giày nè. Mà cái giày bằng da. Cái giày da thôi à. Có thêm con bay. Ủa cái con bay. Bay nè. Bay nè, ai cho mày bay. Con bay này có gì? Con chạy nhanh vậy. Ơi nó bay tới cái bánh á, bay tới cái bánh. Bây giờ. Mày. Ôi sợ cái kiếm không trụ nổi nè. Không sao, yên tâm đi. Kiếm anh vẫn còn nhiều độ bền lắm. Còn 24. Thí mẹ rồi. Mày. Giết nó. Cái gì vậy? Anh bị trúng độc nè. Em bị trúng độc không? Em bị trúng độc luôn nè. Vậy. Ê, coi có nhiều tiền rồi. 44 rồi, thôi đi mua đồ đi. Yeah. Cái em kiếm có 3 máy lận. Cái kiếm cũng hư mất tiêu rồi. Vô, lên. Rồi em mua trước đi. Để anh nâng cấp Ôi, nó chưa chết. Anh nâng cấp cái hồ máu lên nè. Level 2 nè. Rồi, scan 3, nghĩa là cái hồ máu.
Em lại hâm á, mình nên mua cái gì? À, thôi mua cái kiếm này ổn quá. Mua cây kiếm hả? Đúng rồi, đang phải mua thôi, không mua kiếm lấy gì đánh. Nó còn một cửa. Còn hai cái này thì mua ổ bánh mì đi. Còn... em mua kiếm sắt luôn nè, đỉnh cao. Mua đi. Ủa đâu rồi? Anh đang đứng này nè chứ đâu. Em mua kiếm sắt 30 tiền luôn á hả? Ờ được á, được á, được á. Tại vì cái kiếm này nó full độ bền, cái kiếm kia yếu quá. Cái là gì nữa kiếm ta? Kia nó bị giảm. Có nên mua một cây cung không ta? Cung hả? Cung hình như nó bán hơi mắc á. Với lại nó yếu nữa. Kệ, để mua thử một cây cung đi. Rồi, xuống. Xuống. Rồi, tiếp tục. Xuống. Mở cửa chưa? 40 con, oh my god. 40 chưa, con. Chưa mở cửa, dòng này chưa mở. Rồi. Đừng có chạy, trời đừng có chạy anh. Đói. À, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, có thêm không? Xương rồng, xương rồng, có xương rồng nữa. Có con cái đầu xương rồng. Bay không? Thích bay không? Thích bay không? Ờ đúng rồi, tự nhiên chỗ đó hình như nó đi nhanh hơn mấy con mấy bay. Cái kia sao á. Bay nè, này thì bay, mấy con bay thì nó sẽ yếu hơn mấy con đi nè. Nhưng mà mấy con đi nó đi nhanh hơn nè. Hay sao đó. Ôi, ôi trời ơi, mất hết cây kiếm rồi. Ui ui. Ôi dính độc, dính độc, dính độc, dính độc nè, dính độc. Ui đông vãi. Ôi ở đâu vậy? A à. Đệt mày. Đừng nghĩ anh mày nha, yếu nha. Mày. Mày. Rồi, anh giết hết rồi. Rồi hả? Anh giết hết rồi. Ôi chúng độc nữa. Không, hình như là lúc nó chết á nó có cái bình thuốc độc á. Tiếp đi, tiếp một đợt nữa đi. Ôi, ê ê. Cái này hình như là xài cho hai người được á. Đứng gần rồi, đứng gần. Đúng, đúng không? Okay, okay. Tiếp. 50 con. Ôi. Bụp. Mở cửa kìa. Giờ là mới đọc. Ôi, con gì kìa. Nó bay trên dơ kìa, chết rồi đánh. Rồi, cái này mới còn cung nè. Có đánh sao? Ờ, thôi được, xem. Mày, ôi trời, tính em đánh hai cái nó chết rồi anh ơi. Chuyện đó. Đánh sau lưng, trời chơi gì kìa vậy bạn, chơi sao đánh sau lưng vậy? Chuyện đó. Trời ơi. Ôi, chơi lầy quá bạn ơi. Ê, tự nhiên nó bay hồi nó rớt à. Chúng độc nữa, trời cái gì vậy ta, chúng độc nữa rồi. Ờ, đông quá, từ em, lui chút em. Lui. Đông quá. Ôi. Ôi con đen này. Đông quá. Hình như này có chắc nào. Cỡ 10 level. Đúng rồi, cũng như vậy. 10 level chắc là 100 con không tới. Không, 50, chắc 50 con là hết á. Thử tí nữa. Ôi, thử chơi xong này mình thử vậy. chế độ khó chúng thử. Chúng đọc nữa rồi. Thử chế độ khó thôi. Anh có 64 rồi, mua đi, đi mua đồ đi. Em có 4 máy này. Ừ. Ôi, mất máu nhiều vậy. Ôi, còn nửa tim. Ôi. Nửa tim luôn anh ơi. Wow. Xém chết. Từ nha, để anh tăng cái này lên 2 nè. Đó. Ờ, không được. Mua cái gì vậy ta? À, chắc là mua bình thuốc nhỉ. Mua đồ đi, mua giáp đi. Hình như cái này mỗi người chỉ được bấm, mỗi người mua lần lượt. Ủa vậy hả? Ờ em mua đi, em mua xong đi, tới được là anh. Mua dép đi. Anh nghĩ là đợt sau này nó mạnh lắm á. Ủa sao tự nhiên anh nhảy xuống dưới vậy? Lên lại. Rồi tới. Ok em gì rồi nè. Thế anh. Lên mua đi anh. Anh lên mua rồi, mua cái dép rồi nè, cái dép. Ủa có kiếm kim cương. Có 30 rồi. Ôi, à. Cộng 500 attack speed luôn. Cộng thêm 50% speed nữa. Wow. 500%. Ờ kiếm mà có 30 độ bền à. Đánh có tí rồi là chết à. Ảo game, kiếm này kiếm. Từ từ nha, để từ anh coi hết mua cái gì, mua cái quần nữa nè. Hết rồi, hết tiền rồi. Trời ơi, cái bình thuốc. Hết bạc. Ờ cái mua. Rồi, xong. Gần đủ bộ nè. Rồi ok. Tiếp ra. Gần full set à. Full set. Xuống em, đi vô bên xanh. Đó đi vô bấm vô bạn đó. Rồi. Ôi có con gì kìa. Có con gì. Ô chạy nhanh vậy. Ô một chém chết. Ô. Yếu xìu à. Ôi ơi. Ô nó bay. 50 con, 50 con. 50 con. Ôi cái thằng mà đội cái block màu xanh nước biển đó nó chạy nhanh lắm. Thích bay không? Thích bay. Hả? Thích bay không? Thích bay không? Ôi nó đánh kìa. Mày. Ờ nó ngu vậy, nó đứng đây nó kẹt, nó bị kẹt nè. Không sao. À. Ôi. Không, mua. Ôi, mấy bạn đông gì? Đông gì? Khó quá. Đông vậy.
Ui. Ôi đông. Ui. Rồi hết rồi nè. Hết rồi. Ôi, dính lọc nữa. Ờ, hết chưa, hết chưa? Mua máu anh ơi, em nghĩ nên mua máu đi. Nè máu nè, anh còn máu nè. Đây nè. Ồ, nó giảm rồi, nó giảm rồi. Lại đây em vô luôn nè. Nào, thử coi. Có lên không? Đó, à, đúng rồi, tăng lên hai người luôn. Tăng được một, một máu rưỡi. Có nên mua đồ nữa không? Còn ba mấy, mua đồ đi. Mua được gì mua đi. Level 2. À, lâu vậy. Không biết cái 10 là cuối cùng chưa ta. Anh mua gần đủ bộ đồ luôn nè. Thiếu mỗi cái mũ. Thiếu mỗi cái mũ nữa là đủ bộ đồ. Anh có ba mấy tiền à. Mới mua cái quần luôn nè. Đỉnh cao. Thật, ông mua được gì nữa luôn á. Chắc là mua cái... Ê. Nó có cái bình cộng... Đây, từ anh mua cái bình này đi. Rồi, mình chơi tới dòng mấy, mình chơi tới dòng chín rồi mà phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi vậy nghĩ là chắc dòng này dòng cuối á. Ừ, chắc vậy quá. Hoặc là nó có nhiều nữa hơn xui thà. Đi, xuống đi. Rồi xuống. Woo, lên. Rồi, phải đúng rồi, một boss, con boss kìa. Ôi, ý có boss kìa. Con boss nó mặc vest kim cương không? Trời ơi, vest kim cương thiệt. Mặc vest kim cương kìa. Bắn nó. Chết rồi. Kệ nó. Anh lo nó đi em lo thử mấy thằng này. À à, để anh uống bình thuốc này vô giết boss nha. Đẹp trai. Đẹp boss đẹp trai ta. Đẹp trai ta. Tàn hình. Bạn thích bay không? Thích bay không bạn? Ồ boss nó trâu. 50 con zombie với lại một con boss. Cái map này mà chơi một mình là không trụ nổi đâu. Đúng rồi. Trời ơi PvP hay. Không mà phiên bản này thì đánh cũng vậy à, nhưng mà được cái nếu mà chơi một ơi boss chết rồi nè. Chết rồi. Vì con boss gì kỳ vậy? Nãy anh mua cái bình thuốc kia anh mặc vô, anh uống vô á, mạnh lắm. Rồi, em thấy à, tới nữa. Ờ winner mình tới mình nó có cái chế độ khó, mình thử chế độ khó thử. Rồi. Ôi. Yes, được cuộc gì? Yeah. Những cái bánh quy nó vẫn còn an toàn. À, không bị. Okay. Rồi, nét ra. Ôi. Rồi, xin chúc mừng. Nét. Ơ, được gì? Take the meal. À, lấy quay, sữa. À, quay lại. Vậy là, à bây giờ chúng ta có sữa là chúng ta có thể ăn được cái bánh quy này rồi nè. Có sữa nè. Nét. Rồi. Oh, hai thanh ơi. Bây giờ mình thử chơi cái này không? Cái chế độ khó này. À, hay là còn chế độ kia nữa. Ok, thì ngày hôm nay tụi mình đã hoàn thành xong gọi là chế độ đơn giản nhất của cái map này. Thì nếu như bạn nào thích mình và Caron chơi tiếp tục cái map này thì đừng quên để lại cho tụi mình một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ tụi mình nha. Ngoài ra nhớ click đăng ký và kích vào cái chuông để cập nhật những video mới nhất và sớm nhất từ channel của mình và Caron nha.